Nam Minh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới chuyển động. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị với đề tài Khi Hoa Kỳ không đạt được mục tiêu chích ngừa COVID-19. Kính thưa quý vị, ngày 22 tháng 6, Tòa Bạch Ốc thừa nhận là Hoa Kỳ sẽ không thể đạt được mục tiêu 70% người trưởng thành chích ít nhất một liều vaccine COVID-19 trước ngày Quốc khánh 4 tháng 7. Thay vào đó, chính phủ đưa ra một mục tiêu mới, đó là bảo đảm 70% những người Mỹ từ 27 tuổi trở lên được chích ít nhất một liều vaccine tính đến kỳ nghỉ ngày 4 tháng 7 này. Cho đến ngày 22 tháng 6 năm 2021, đã có khoảng 64% người Mỹ trưởng thành được chích ít nhất là một mũi vaccine COVID-19. Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã lên tiếng kêu gọi người dân Hoa Kỳ chích ngừa COVID-19 trước nguy cơ một biến thể coronavirus mới gây ra lo ngại nghiêm trọng. Tổng thống nói rằng số tử vong và nhập viện giảm mạnh ở những địa phương nơi người dân chích ngừa cao, nhưng con số này tăng ở một số khu vực khác. Theo một giới chức Tòa Bạch Ốc, Hoa Kỳ đã chích 300 triệu liều vaccine COVID-19 trong 150 ngày. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Nam Minh sẽ trao đổi với nhà báo Lê Đình Bì về tình trạng chích ngừa diễn ra chậm chạp ở Hoa Kỳ. Trong khi đó, cuộc chiến giành giật vaccine đang diễn ra khắp nơi trên thế giới, nhất là khu vực Đông Nam Á và Nam Á, vốn là những nơi được xem là đã thoát được dịch bệnh vào thời điểm năm 2020. Dạ, Nam Minh xin chào nhà báo Lê Đình Bì ạ. Dạ, trước hết thì xin nhà báo cho biết là vì sao tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Hoa Kỳ không tiến triển được, và nhà báo nhận xét như thế nào về một số bình luận cho rằng Hoa Kỳ đi trước mà về sau trong vấn đề tiêm chủng và khống chế dịch bệnh ạ? Chào cô Nam Minh, xin trân trọng kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, trước hết chúng ta cũng nên biết sơ lược một chút về cái tình hình đại dịch cũng như là chủng ngừa COVID-19 ở trên toàn thế giới. Thì theo tất cả các cái tài liệu cho đến ngày hôm nay đó, thì là ở trên thế giới ấy, là có đến 178 triệu người đã bị nhiễm cái COVID-19, và cái số người chết ở trên toàn cầu là hơn 3 triệu 800 ngàn người rồi. Và cái số mũi mà vaccine mà đã chích cho trên toàn thế giới là khoảng là 2 tỷ 600 triệu liều. Tập trung ở tất cả các cái nước giàu có và phát triển như là Hoa Kỳ hay là các nước Tây Âu. Tình hình chung là như vậy. Còn cái vấn đề mà gọi là dịch bệnh hiện đang bùng phát ở tại khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Phi Châu là đang ở cái tình trạng gọi là phải như Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh là đặc biệt nghiêm trọng, với cái biến chủng mới mà cái Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt tên đó là cái chủng gọi là Delta. Thì như chúng ta biết trước đây là có những cái chủng rồi. Đầu tiên là Alpha là xuất phát từ nước Anh, rồi tới là Beta là xuất phát từ Nam Phi, rồi cái thứ ba là Gamma xuất phát từ những cái trung tâm dịch như là ở Brazil, rồi đến Delta là cái biến chủng thứ tư xuất phát từ Ấn Độ. Và cái biến chủng này hiện nay nó đang lây lan ra rất nhiều quốc gia, kể ở tại Hoa Kỳ của chúng ta. Tuy nhiên có một cái điều may mắn là những cái gọi là những cái vaccine mà của sử dụng ở tại đất nước Hoa Kỳ, thì dụ như là Pfizer, Moderna hay là Johnson & Johnson đều có tác dụng đối với cái vi khuẩn mà cái gọi là biến chủng mới của Corona virus này. Thì chúng tôi nói sơ về cái tình hình như vậy. Với có thêm một ít tin tức bên lề nữa, thì dù chúng ta nghe có tin rằng là Thủ tướng Đức là bà Merkel đã bả chích cái mũi thứ hai, mà theo phát ngôn viên của văn phòng Thủ tướng cho biết là cái mũi thứ hai nó khác với mũi thứ nhất. Là nguyên nhân là bà Merkel trước đây vào tháng 4 là bả đã chích cái mũi thuốc đầu tiên là mũi là AstraZeneca, là cái loại là vaccine của Ấn đó. Rồi sau đó một cái thời gian là có tin tức là cái loại vaccine này nó bị có với cái tình trạng đông máu, rồi gây ra những cái bàn cãi, và các cái chuyên gia y tế ở Đức quyết định rằng là những người nào dưới 60 tuổi thì có thể chích cái mũi thứ hai bằng các cái liều vaccine khác như là Pfizer, như là Moderna chẳng hạn. Thì kỳ vừa rồi đó là bà Merkel đã chích cái mũi thứ hai là cái loại khác, đó là chích cái mũi là Moderna, tức là hai cái loại vaccine khác nhau. Tuy nhiên các cái
giới y học bên Đức họ chứng minh rằng là cái vấn đề vẫn có hiệu quả, và họ đang theo dõi cái hiệu quả nó tới cái mức nào, có thể lên hơn là chích một cái loại thuốc, một loại vaccine hay không, thì chúng ta chờ theo kết quả đó. Riêng tại ở cái lãnh thổ của các của Hoa Kỳ và các cái gọi là cái territory thuộc trực thuộc á, thì cái đảo Guam ở khu vực Tây Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đó, đảo Guam thì đang lên một cái kế hoạch kích thích kinh tế là mở cửa để cho du khách các nước tới đó chích vaccine. Thì chích vaccine ở tại đảo Guam thì chỉ có là ba loại thôi, là đang nổi tiếng ở tại Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, đó là Pfizer hoặc là Moderna chích hai mũi, hay là Johnson & Johnson chích một mũi. Đây là cái kế hoạch vực dậy kinh tế của cái đảo Guam, và họ muốn gọi là mời gọi cái du khách các nước, mà đặc biệt là đang nhắm tới khu vực gần đó như là các quốc gia Đông Á, Đông Nam Á chẳng hạn, để họ du khách tới đó sẽ được chích thuốc. Và thưa quý vị rằng là cái này cũng là một cái cách để mình níu giữ du khách. Tại sao? Tại vì nếu họ chích, họ tới cái đảo Guam, đầu tiên là họ phải được bị quarantine một tuần lễ cái đó, tức là bị cách ly một tuần lễ. Nhưng mà cái ngày thứ hai thì sẽ được chích vaccine ngay. Nếu chích hai mũi, loại hai mũi như là Pfizer hay Moderna thì phải ở lại tối thiểu là 3 tuần cho Pfizer, 4 tuần cho Moderna. Còn nếu mà chích là Johnson & Johnson thì không đòi phải ở lại. Tuy nhiên đây là cái gọi là một cái kế hoạch kích thích kinh tế và nâng đỡ cái ngành du lịch của cái đảo Guam, và có vẻ như là cái kế hoạch này sẽ thành công khi có đang cái tình trạng là cao trào dịch bệnh đang là bộc phát ở tại các cái quốc gia Đông Nam Á và khu vực Nam Á. Chúng tôi nói sơ qua một số cái điểm về liên quan tới tình hình dịch bệnh thế giới. Bên cạnh đó còn có một điều nữa là thưa quý vị rằng là đặc biệt báo chí quốc tế những ngày qua họ đặt cái vấn đề gọi là hiệu quả của các cái loại vaccine. Tại sao như vậy? Tại vì có những quốc gia có cái tỷ lệ tiêm chủng rất là cao. Đặc biệt thì dụ như các cái quốc gia như là các cái ở Trung Đông, thí dụ như là Bahrain, hay là cái quốc gia Đông Phi như là Seychelles, hay là quốc gia Nam Mỹ như là Chile chẳng hạn, là có cái tỷ lệ chích tiêm chủng rất là cao, nhưng mà bị dịch bệnh này nó là đang bùng phát lên. Thì họ đặt ra lý do tại sao? Đó chính là vấn đề là hiệu quả, gọi là vaccine nó hiệu nghiệm tới đâu. Thì những cái báo chí, cơ quan truyền thông phương Tây họ đã đưa ra cái kết quả như thế này. Thì chúng tôi chỉ xin trích vào một cái bài báo ở trên tờ New York Times của Mỹ, thì nói như thế này là hiện nay đó là cả cái vaccine mà của Trung Cộng nó có hai vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận sử dụng khẩn cấp, đó là Sinopharm và Sinovac. Thì hiện nay là có tới khoảng 90 quốc gia ở trên thế giới đang sử dụng hai cái loại vaccine này. Đặc biệt là bài báo nhấn mạnh tới là có 3 quốc gia dân số gọi là tương đối ít và đã sử dụng hoàn toàn bằng cái vaccine của Trung Cộng thôi. Đó là Mông Cổ, Seychelles và Bahrain. Thì chúng ta thấy rằng là Mông Cổ là cái đất nước nằm kế cận bên Hoa Lục và với dân số khoảng 3 triệu mấy người thôi. Và họ đã sử dụng, và cái chính phủ của Mông Cổ hứa hẹn rằng là cái mùa hè sẽ là một cái mùa hè tự do, nghĩa là sẽ không còn dịch bệnh nữa. Cũng như là các cái ở bên Bahrain, ở bên Trung Đông á, thì nói rằng là sẽ trở lại phát triển kinh tế giống như trước đại dịch. Và cái quốc gia Seychelles ở Đông Phi là một cái quần đảo đó, thì cũng nói rằng là tất cả đất nước sẽ trở lại cuộc sống bình thường trước đại dịch. Nhưng mà thưa quý vị, đến nay thì là những cái lời hứa hẹn của chính phủ của ba nước đó kiếp điểm lại, không có quốc gia nào thực hiện được cả. Cả ba nước đều đang bị cái tình trạng dịch bệnh COVID-19, đặc biệt những cái biến thể sau này đang lây lan ở cả ba nước. Và kể cả một cái quốc gia Nam Mỹ là Chile có cái tỷ lệ chủng ngừa cũng rất là cao hơn cả Hoa Kỳ nữa, nhưng mà cũng đang bị bùng phát dịch bệnh vì lý do họ chỉ sử dụng cái vaccine Sinopharm và Sinovac của Trung Cộng mà thôi. Và cái hiệu quả của hai loại vaccine đó thì thưa quý vị, theo như những cái kết quả mới công bố sau này thì họ nói là hiệu quả từ 50-84%, thì tất nhiên là trên 50% thì tức là tương đối là có thể là hiệu quả, có thể sử dụng
khẩn cấp được rồi. Tuy nhiên có điều rằng là vấn đề là đối phó với những cái biến thể của cái chủng virus corona sau này, thì những cái bằng chứng xác nhận rằng là các cái loại vaccine như là Pfizer, như là Moderna hay là AstraZeneca chẳng hạn, thì nó có hiệu quả, vẫn đang có hiệu quả đối với các cái biến chủng của corona virus, trong khi cái hiệu quả của các cái vaccine của Hoa Lục thì họ là không đạt hiệu quả cao như của các cái vaccine của phương Tây hay là của là Sputnik V của nước Nga. Đây cũng là lý do tại sao chính quyền Bắc Kinh buộc phải là nâng cái số chích ngừa ở ngay tại dân chúng của Hoa Lục này. Thưa quý vị, là như chúng tôi đã đưa tin là trước đây là chính quyền Bắc Kinh tuyên bố họ đã chích được 1 tỷ liều vaccine cho dân chúng, cho người ở Trung Hoa. Nhưng bây giờ họ nói là họ sẽ quyết định là sẽ tăng lên nữa, sẽ chích hơn 1 tỷ liều nữa. Là lý do tại sao? Lý do là vấn đề là hiệu nghiệm, hiệu quả của vaccine Sinopharm và Sinovac không bằng những cái vaccine khác. Do vậy họ phải tăng cái tỷ lệ chích ngừa lên, thay vì như ở Hoa Kỳ chúng ta là cái tỷ lệ tòa Bạch Ốc mong muốn là 70% những người lớn ở Hoa Kỳ sẽ chích được là tới ngày 4 tháng 7 là ngày quốc khánh đó, thì có thể là tạm xem là được là miễn dịch cộng đồng đi. Thì cái tỷ lệ đó đối với dân Hoa Lục, ngay cả các chuyên gia ngành y ngay chính ở tại bên Trung Hoa họ cũng đưa lên là phải từ 80 tới 85%. Có nghĩa là đối với một tỷ tư dân như vậy, nếu chích những cái loại đó mà 2 mũi á, thì buộc phải chích là khoảng là 2 tỷ 2 tỷ tư mới đạt được cái tỷ lệ gọi là tạm gọi là miễn dịch cộng đồng, thay vì các cái quốc gia khác mà chích những cái loại mà chúng ta nói là vaccine như là Pfizer, Moderna thì chỉ cần là 70% là có thể là đạt được cái gọi là miễn dịch cộng đồng. Nhưng bây giờ bên Hoa Lục họ phải đặt chỉ tiêu, ngay cả cái chuyên gia ngành y của họ cũng đặt là 80 tới 85%, đồng nghĩa với cái việc là phải chích ngừa, cái số lượng người dân phải được chích ngừa phải tăng lên. Và đòi hỏi như vậy thì cả cái quốc gia khác hiện nay đang chích những cái loại vaccine của Trung Hoa, họ cũng phải là có thể là phải cái tăng cái tỷ lệ cái dân chúng được chủng ngừa 2 mũi đó lên, thì mới mong được là gọi là thoát khỏi dịch bệnh, gọi là mong được cái đạt được gọi là cái gọi là miễn dịch cộng đồng. Đó là chúng tôi nói sơ qua về cái tình hình dịch bệnh ở trên thế giới. Bây giờ trở lại câu hỏi của cô Nam Minh, là nói rằng là có lý do tại sao mà Hoa Kỳ không đạt được cái gọi là cái chỉ tiêu, gọi là cái mục tiêu mà chính quyền Hoa Kỳ đưa ra, là Tổng thống Joe Biden mong muốn là tới ngày 4 tháng 7 là ít nhất là phải có 70%. Thì thưa quý vị, cho đến nay là có, chúng tôi coi tin tức tại sáng nay là có tới 18 tiểu bang đã đạt từ cái mức 70% trở lên rồi, nhưng mà còn tới 37 tiểu bang thì không đạt tới cái mức đó. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta lại thấy rằng là nó có là có những cái tình trạng mà có thể nói rằng là như thế này, là có những cái tiểu bang mà cái số chích ngừa rất là thấp, và báo chí họ cũng đặt ra cái vấn đề là đỏ xanh, không nghĩa là sao, nói những cái tiểu bang á mà nó bỏ phiếu trong Joe Biden trong kỳ bầu cử tháng 1 2020 đó, thì là cái số tỷ lệ đi bầu đông, đi chích ngừa đông. Còn những cái tiểu bang bỏ phiếu cho cựu tổng thống Donald Trump á, thì là cái số chích ngừa ít. Và đó cũng là một trong những lý do thôi. Nhưng mà khi mà chúng tôi xem những cái tin tức thì chúng tôi thấy có những cái tin tức đáng chú ý như thế này. Là ngày thứ ba, 22 tháng 6, 2021, ở bên Texas có một cái bệnh viện mà có tới là 153 nhân viên ngành y ở trong bệnh viện đó. Họ hoặc là bị buộc nghỉ việc, hoặc là họ từ chức vì lý do họ không chích ngừa COVID-19. Mà cái lý do họ đưa ra là trước đây họ nói rằng là vì cái vaccine này mới quá, họ không có tin tưởng. Và thứ hai là họ sợ những cái phản ứng phụ. Và thứ ba là họ nói rằng là vaccine chích, nhưng mà vì cái lúc đó là mới có cái gọi là quyết định khẩn cấp của FDA cho phép sử dụng thôi, chứ chưa có cho phép sử dụng một cách bình thường, tức là đã xét định hoàn toàn. Như sau này, bây giờ thì đã công nhận hoàn toàn sử dụng rồi. Nhưng mà trước đây là họ nói không, vì FDA mới cho sử dụng khẩn cấp, họ không chích. Thì thưa quý vị rằng là bên cái bệnh viện, một cái bệnh viện gọi là ở bên Texas đó, họ nói là trong số 200 nhân viên đã bị cho nghỉ, tạm nghỉ việc 2 tuần lễ để đưa ra quyết định là có chích ngừa hay không. Thì cuối cùng tới thứ ba 22 tháng 6 vừa rồi là có 153 người là
quyết định là trong số đã có quyết định là nghỉ việc và quyết định là không chích, do đó bị buộc phải nghỉ việc. Thì thưa quý vị, trước đó cũng đã có những cái cuộc mà gọi là nhân viên y tế họ đó họ biểu tình rồi họ thưa ra tòa án nữa với vấn đề là buộc phải chích ngừa đó. Thì có một cái phán quyết của một cái tòa án chẳng hạn nói rằng là cái vấn đề mà bệnh viện yêu cầu như vậy là đó là vấn đề bảo đảm an toàn cho ngay chính bản thân những người chích ngừa đó và đồng thời là vấn đề an toàn cho cộng đồng và những cái bệnh nhân ở bệnh viện đó. Cho đó đây là một quyết định hợp lý, cho đó không thể nào mà gọi là thưa cái bệnh viện đó được. Cho đó là họ nói rằng là cái quyết định là tất cả những cái y tá, nếu nhân viên ngành y đó nếu họ nghỉ việc thì họ có thể chuyển qua làm một cái nơi khác hoặc là chuyển qua một cái nghề khác. Và nếu như cái nghề mà gọi là chăm sóc bệnh nhân không thích hợp với họ nữa thì đó là cái quyết định đó. Thì đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái việc tại sao cái tỷ lệ chích ngừa nó sẽ không tăng lên. Và chúng tôi cũng thấy rằng là bên cạnh đó nó có những nguyên khác nó cũng tác động vào. Chúng tôi nói thí dụ như rằng là những người trẻ tuổi họ có cái sức đề kháng sẵn ở trong người tốt rồi, vì trong cái kết luận trước đây là những cái thành phần mà bị mà thiệt mạng trong cái đại dịch đa số là những người cao tuổi và có những cái bệnh lý nền có sẵn ở trong người, còn những cái người trẻ tuổi thì nó ít tác động tới họ, do đó họ khi đó đã thoát qua dịch bệnh rồi và cũng có một số người họ đã bị nhẹ rồi thì có thể họ nói y là trong cơ thể họ đã có kháng thể rồi thì họ quyết định là họ không có chích ngừa. Thì đó là một trong những cái phần mà góp phần vào cái việc mà lý giải tại sao mà cái tỷ lệ ở Hoa Kỳ không có đạt được cái mức cao như mà tòa Bạch Ốc mà mong muốn. Và cái câu hỏi của năm mình là như vậy, có phải là Hoa Kỳ sẽ là đi trước về sau so với một số nước hay không? Thì chúng tôi nói cái chuyện này là có thể là như vậy. Tại sao như vậy? Thưa quý vị, ở một số quốc gia, chúng ta nói cụ thể là các quốc gia Đông Nam Á chẳng hạn, thì dù như là ở Việt Nam chúng ta thấy như vậy đó, hiện nay cái số chích ngừa rất là ít tại vì họ không có vaccine, vaccine về đang là nhỏ giọt. Nhưng một khi mà có vaccine về đó thì có thể nói rằng là cái tỷ lệ chích ngừa sẽ rất là cao và nhanh chóng đạt được cái tỷ lệ ngay tức có thể nói là cái tỷ lệ mà gọi là 70%, nếu mà có thuốc chích là có thể 80-90% là cái chuyện có thể đối với một số quốc gia là bình thường, chưa kể là cái vấn đề gọi là khắt khe của chính quyền của những cái địa phương họ buộc dân chúng phải chích ngừa. Thí dụ như chúng ta nghe tin nó như là ông tổng thống Philippines Duterte đó, ông vừa mới tuyên bố thôi, ông nói là tôi sẽ bỏ tù ai mà không chích, tôi sẽ bỏ tù, quý vị sẽ chọn đi, một là chích vaccine, hai là tôi bỏ vô tù, còn không nữa thì quý vị sẽ bước ra khỏi cái đất nước này đi, quý vị muốn đi đâu rồi đi, quý vị qua bên Ấn Độ ở đi, hay là quý vị có thể qua bên Mỹ ở đi, còn ở đây thì phải chích vaccine. Thì thưa quý vị, đó là một những tuyên bố của những gọi là những cái gọi là nguyên thủ của cả cái quốc gia mà có cái chính sách gọi là rất là cứng rắn, nhưng mà đối với đất nước Hoa Kỳ chúng ta thì không được. Thì đó là một trong những nguyên nhân mà có thể nói lý giải vì sao tỷ lệ chích ngừa ở Hoa Kỳ sẽ không có đạt được những cái mục tiêu như tòa Bạch Ốc đưa ra, mà cũng lý do vì sao mà Hoa Kỳ dù là một cái đất nước tân tiến với cái gọi là vaccine dư thừa và hiệu quả như thế này, nhưng mà cũng sẽ gọi là đi trước về sau so với một số nước trong cái thời gian sắp tới đây là như vậy. Báo chí quốc tế những ngày gần đây nói đến dịch bệnh bùng phát mạnh ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Những quốc gia Đông Nam Á phần lớn đã thoát được tình trạng tệ hại hồi năm ngoái, nhưng nay đang loay hoay với bài toán vaccine. Nhà báo nhận xét gì về phương cách đối phó của các nước Đông Nam Á và riêng đối với Việt Nam? Có nhiều bình luận cho rằng chính quyền Hà Nội đã chậm chân so với nhiều nước trên thế giới trong chiến lược vaccine ạ. Thưa quý vị, rằng là năm ngoái thì có thể nói rằng là khu vực Đông Nam Á và khu vực Nam Á thoát khỏi đại dịch một cách thần kỳ, trong khi đó Hoa Kỳ và các nước Tây Âu là đang lâm vào cái tình trạng gọi là ca nhiễm bệnh tăng cao, số tử vong lên quá nhiều. Bây giờ là các cái khoa học gia họ mới rút ra có một cái kết luận cũng đáng chú ý, là bên cạnh vấn đề là dân chúng ở khu vực này họ thích sống ngoài trời, họ thích thở không khí ngoài, do đó họ ít bị cô lập trong những cái không khí và trong nhà dễ bị lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó họ nói rằng là cái khu vực Đông Nam Á đó có thể là cái dịch này nó đã ngấm ngầm, nó có từ trước đó nhiều năm rồi. Họ nói là coronavirus có thể đã ở bên các cái nước phía nam của Trung Hoa đã nhiều năm rồi, mà do là cái nguồn lây là do con dơi là như vậy, do đó dân chúng họ đó họ đã quen với cái
cái virus này rồi, nhưng mà ở cái mức độ nhẹ, cho đến khi mà nó bùng lên COVID-19 đó, thì dân chúng ở đó họ quen với cái virus này, do đó cái mức độ nhiều ít hơn so với các thứ khơi khác trên thế giới. Đây là một trong những cái giả thuyết và các cái nhà khoa học tiếp tục họ nghiên cứu. Tuy nhiên, đến vào đầu năm 2021 cùng, và đặc biệt là kể từ tháng 4 2021, thì dịch đại dịch COVID-19 nó là bùng phát trên một cách mạnh mẽ ở khu vực Nam Á, nhất là Ấn Độ, và bây giờ là tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là các quốc gia đông dân cư như là Indonesia, như là Philippines, rồi là Việt Nam, rồi là Thái Lan. Trong khi đó cái nguồn cúng mà cúng vaccine mà của COVAX á, thì nó là thất bại. Thất bại tại sao, thưa quý vị, rằng là ở khu vực Đông Nam Á thì Tổ chức Y tế Thế giới họ tín nhiệm ông Thái Lan, do đó cái gọi cái vaccine mà AstraZeneca là được giao cho một cái công ty của Hoàng gia Thái Lan sản xuất để cung cấp cho cái khu vực, nhưng mà cái công ty này không có kinh nghiệm làm vaccine, do đó cái vấn đề cung cấp trễ nãy đến nỗi cả cái quốc gia họ chơi nó quá, họ buộc phải họ tìm nguồn vaccine khác. Và thưa quý vị, đây là tới gọi là tới cái giai đoạn gọi là ngoại giao vaccine mà chúng ta đã sử dụng, báo chí đã sử dụng từ lâu, đặc biệt là đối với chính quyền Bắc Kinh. Nhưng mà thưa quý vị, ngày nay có thể nói rằng là Hoa Kỳ cũng đang là tranh giành cái ảnh hưởng đối với các cái loại vaccine trên thế giới, bằng chứng là sau cái cuộc họp G7 thì Tổng thống Joe Biden đã hứa là cung cấp 500 triệu liều trong cái tổng số hơn 1 tỷ liều các cái nước phương Tây cung cấp cho thế giới. Rồi ngoài ra đó, Hoa Kỳ sẽ cung cấp mấy chục 55 triệu ngay tức khắc cho một số quốc gia trong cái chương trình COVAX và một cái số nước đặc biệt khác. Thí dụ như đặc biệt là Đài Loan. Thưa quý vị, Đài Loan là trước nãy đây là sẽ được nhận theo kế hoạch là 750.000 liều vaccine của Mỹ cung cấp mà thôi. Nhưng mà nay Tổng thống Joe Biden quyết định là cung cấp hơn gấp 3 lần, là 2 triệu rưỡi liều cho cái đảo quốc có 27 triệu dân này mà thôi. Lý do là Đài Loan đang bị áp lực của bên Hoa Lục, bên chính quyền Bắc Kinh là đòi cung cấp cái vaccine của họ cho bên này để kéo dân chúng Đài Loan về với Hoa Lục. Thì đây cũng là mới gọi là một cái cuộc chiến gọi là ngoại giao vaccine. Tuy nhiên có một cái điều đáng nói là trong khi mà cái tình hình vaccine thiếu thốn trầm trọng ở tất cả các nước bởi vì bùng phát này, thì cái vaccine mà người ta đòi hỏi thì như là Pfizer hay là Moderna, Johnson & Johnson không đủ để cung cấp cho tất cả các nước. Đây là thiếu hụt trầm trọng, tất cả các nước đều thiếu cả. Do vậy cái nguồn cung cấp rất là hạn chế. Thì chính quyền Bắc Kinh họ đã tận dụng cái thời cơ này để họ đẩy mình cái việc xuất cạn hay là bán, hoặc là cho một phần và để sử dụng quen rồi họ bán giá rẻ hơn một phần, là hai cái loại vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận là Sinopharm và Sinovac của họ. Thì đây cũng là một cái cuộc cạnh tranh mà chúng ta thấy rằng là cả các quốc gia Nam Mỹ hiện nay đang sử dụng vaccine của Trung Cộng. Chúng ta điển hình là cái quốc gia mà gọi là Brazil là một cái quốc gia đã có cái số người chết trên 500 triệu người rồi, tức là đứng thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ mà thôi. Và họ đã lúng túng trong vấn đề sử dụng vaccine. Tại sao như vậy? Tại vì chính quyền của Brazil là trước đây đặt hy vọng vào cái vaccine họ đặt mua trước đây là AstraZeneca. Sau đó có tin tức về vấn đề chích vào thì đông máu phản ứng phụ này kia, thì dân chúng họ tạt ra, họ không muốn chích nữa. Lúc đó chính quyền phải mở rộng ra, nhập nhiều loại vaccine, kể cả Pfizer, kể cả Moderna, và buộc cuối cùng là phải sử dụng vaccine của Trung Cộng. Vì đa số các nước Mỹ Châu Latin cũng đều sử dụng của vaccine của Trung Cộng, như là Chile hay như là một số nước khác nữa. Thì thưa quý vị, đây là một cái cách mà gọi là, nếu mà chúng cũng giống như kiểu mà đầu tư chứng khoán thôi, nếu chúng ta gọi là đưa tất cả vào một cái rổ giống như Brazil đã thất bại đó, họ đặt hết niềm tin vào AstraZeneca, thì bây giờ họ buộc họ phải phá vỡ cái chính sách đó ra và nhập lung tung hết. Thì thưa quý vị, đây cũng là bài học kinh nghiệm, và cũng chính vì vậy chúng ta thấy Việt Nam bây giờ đã học được cái bài học đó, và cho dù là đang chậm chân trong vấn đề đối phó nhập về vaccine, nhưng hiện nay chính quyền họ cũng đã biết để nhập về đủ chủng loại, trong đó có cả Sputnik của Nga, rồi Pfizer, đặc biệt là Pfizer của Mỹ nhập tới khoảng là 30-31 triệu như cái tin tức tôi đã đưa. Và
cũng có những cái phản ứng mà cũng cái vấn đề đối phó của nhà cầm quyền Hà Nội nữa. Thì giờ chúng ta thấy là mới đây bên chính quyền Bắc Kinh là giống như là viện trợ kể cả vaccine và kể cả đồ tiêm nữa, là cái loại mà gọi là Sinovac hay là Sinopharm của Bắc Kinh cho chính quyền Việt Nam. Thì ngay lập tức là chúng tôi đọc tin ở trên mạng là dân chủ hành dưới là nó họ bình luận ngay, họ nói là nếu vaccine này mà nhập về á thì này như là chích trước cho các cán bộ ngay hay những người lãnh đạo cao cấp trước cái đó, còn dân chúng thì để chờ sau. Nhưng mà thưa quý vị phải công nhận là ở chính quyền Hà Nội họ cũng đã có một cái ứng xử về ngoại giao phải nói là hay. Tại sao vậy? Tại vì 500.000 á, các anh cho thì tụi tôi nhận, nhưng mà tụi tôi quyết định là 500.000 mà vaccine mà của Trung Cộng này chúng tôi sẽ chích cho những cái thành phần này là thứ nhất là những người nào mà người Trung Hoa mà đang làm việc hay là đang học tập ở tại Việt Nam thì cái số này cũng tương đối cũng đông lắm. Rồi thứ hai là những người Việt Nam nào mà muốn sắp sửa hay là muốn đi học hay đi làm việc là gì ở bên Hoa Lục thì cũng được chích mà. Và thứ ba là dân chúng ở những cái tỉnh mà giáp ranh với Hoa Lục, là những cái người mà buôn bán giao thương qua lại thì những người đó cần. Còn thì cái như vậy là cũng không là sử dụng dưới sức hết cái 500.000 liều vaccine của Trung Cộng rồi. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là dù mà cái gì đi nữa thì dân chúng họ cũng rất là lo cho cái sinh mạng của mình. Do vậy họ là cái gì mà gọi là an toàn, cái gì mà tốt nhất là họ đòi hỏi thôi. Bây giờ thì họ phải đòi hỏi là phải có những cái loại mà Hoa Kỳ đang sử dụng, thì như là Pfizer, thì như là Moderna. Nhưng mà mỗi một khi mà không có những cái đó thì sao mà dịch bệnh nó bùng phát, buộc phải sử dụng những cái loại có thể là hiệu quả thấp hơn, như là chúng ta đã biết rằng như là Sinopharm. Đó là tình trạng bất đắc dĩ mà một số quốc gia họ đã sử dụng rồi. Và trong cái phần này chúng tôi cũng xin nói rằng là có một số quốc gia họ rất là phải nói đáng phục. Thí dụ như là chúng ta thấy là Cuba họ vừa mới công bố là họ phát triển được một cái loại vaccine của chính họ, phải chích 3 mũi nhưng mà hiệu quả tới 92%. Thì đây là một cái kết quả rất là đáng gọi là khích lệ. Vì sao? Vì Cuba cũng đã nổi tiếng từ lâu, họ có cái chuyên ngành y đi giúp cho nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở Phi Châu. Và khi mà cái tin mà vaccine mà của Cuba thành công này, nhiều nước họ đặt hy vọng vào đó, và kể cả Việt Nam vốn có cái mối liên hệ tốt với Cuba, thì có thể rằng là chính quyền họ cũng sẽ đặt mua hoặc là sản xuất cái vaccine đó tại Việt Nam chẳng hạn. Thì đó là một trong những cái gọi là những cái tin tức mà liên quan tới vaccine. Và chúng tôi nghĩ rằng là trong thời gian từ đấy cho tới cuối năm và kể cả bước qua năm 2022 nữa, cái vấn đề gọi là cá nhân loại chú tâm vào chống đại dịch COVID-19 bằng cái hình thức là phải chích vaccine rộng rãi trên toàn thế giới để đạt cái miễn dịch cộng đồng trên toàn cầu, thì lúc đó nhân loại mới thoát ra khỏi cái đại dịch lần này mà thôi. Dạ, Nam Minh xin cảm ơn nhà báo Lê Đình Bì ạ. Kính thưa quý vị vừa nghe nhà báo Lê Đình Bì trình bày với đề tài Khi Hoa Kỳ không đạt được mục tiêu chích ngừa COVID-19. Nam Minh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thế Giới Chuyển Động kỳ sau.